Xin chào các bạn, tôi muốn làm một cái video ngắn này để mà chia sẻ về một cái vấn đề, một số những cảm nghĩ cá nhân của Thuận về cái vấn đề này Thì những bạn nào mà đã tham gia thị trường crypto ít nhất là 6 tháng trở lên Tôi nghĩ là cũng đã từng gặp những người có thể là trên mạng, có thể là ngoài đời không thích thị trường crypto này và khi mà các bạn gặp những người đó thì các bạn có thể là dẫn đến là gây cãi lẫn nhau. Mới đầu các bạn có thể nghĩ là các bạn sẽ giải thích, hay là các bạn có thể là cùng nhau bàn luận về uh, tiền kỹ thuật số, về bitcoin và tại sao bạn tin tưởng người từ ta lại không. Hy vọng là các bạn có thể là lây chuyển được cái suy nghĩ của người ta nhưng mà các bạn thấy là nhiều lần hơn là ít lần thì sẽ dẫn đến là hai người có thể là cãi lộn lẫn nhau và các bạn không thay đổi được bất cứ một suy nghĩ nào của một ai hết và tôi muốn dùng một cái ví dụ ở trên mạng để các bạn hiểu rõ hơn về cái vấn đề này và một số nhân cảm nghĩ cá nhân của thuận khi mà các bạn gặp những trường hợp này thì các bạn thấy được là trên mạng thì có vô số những người không thích thị trường crypto và bitcoin một trong những ví dụ điển hình đó chính là Petership thì đây là một cái thuyết được chia sẻ bởi Petership ship ngày 20 tây tháng 8 năm 2020 có nghĩa là cách đây 5 ngày thì các bạn thấy được là phía dưới cái tweet này là có một người comment đó chính là Peter McCormack ở trên thị trường crypto này thì các bạn thấy được là Peter Schiff là một người mà rất là ghét à, BTC rất là ghét crypto liên tục trong vòng mấy năm qua là liên tục đăng những bài viết hay là lên trên Twitter để mà nói là crypto Bitcoin là một cái à, ponzi là một cái kim tự tháp sẽ chở gì số không không có giá trị vân vân và vân vân và các bạn thấy được là nhiều người theo dõi Peter Schiff từ rất lâu Tại vì Peter Schiff là một người mà cũng rất nổi tiếng trong thị trường tài chính Thì khi mà các bạn nhận được một cái thông tin trái chiều từ một người nào đó liên quan tới thị trường crypto Thì các bạn cần phải nghĩ là tại sao mà người đó lại nói xấu về thị trường crypto Trong cái trường hợp của Peter Schiff các bạn thấy được là Peter Schiff là một người mà đã nhiều năm nói xấu về crypto thì bạn cần nên biết một điều là một ai đó không rảnh để mà nói xấu về một điều gì đó ngoại trừ điều đó làm ảnh hưởng tới họ Giống như là các bạn đi trên đường đi các bạn thấy một cục đá các bạn đâu có rảnh đâu mà đứng đó để mà chửi cục đá Chỉ trừ khi là các bạn đi mà vấp phải cục đá các bạn mới dừng lại để mà chửi cục đá thôi thì cũng tương tự Nếu như mà các bạn là một người trong thế giới tài chính mà không có quan tâm gì đến BTC thì các bạn cũng sẽ không có làm những cái video Các bạn cũng sẽ không có lên trên mạng để mà nói xấu với BTC Chỉ ngoại trừ là Bitcoin hay là crypto lập ảnh hưởng tới việc làm ăn của các bạn Và trong trường hợp của Peter Shipp, thì đã ảnh hưởng tới Petership Tại sao? Tại vì ông ta là một người mà đầu tư rất nhiều vào trong thị trường vàng Và trong tay cũng sở hữu rất nhiều những cổ phần của những công ty mà đào vàng Các bạn thấy được là dưới tay của Petership Đó chính là công ty Shipgo go là một công ty mà bán vàng cho rất nhiều người và giúp đỡ người ta đầu tư vào vàng và đương nhiên là trong thời gian bao nhiêu năm qua khi mà BTC bắt đầu từ từ lớn mạnh thì thường nghĩ là Peter cũng cảm thấy là thị trường crypto và bitcoin đã từ từ dấn vào thị trường vàng khiến cho ông ta cảm thấy là bất an có thể là ông ta đang lo ngại là thị trường bitcoin càng ngày càng lớn hơn và cái số lượng người mà mua vàng ngày sẽ càng ít đi tại vì người ta sẽ từ từ chuyển qua mua BTC hay là một lý do nào đó thì các mình thấy được là Peter sẽ liên tục lên trên mạng để mà chia sẻ những cái thông tin một chiều có nghĩa là các bạn thấy là ông ta chỉ chia sẻ những thông tin nào mà có lợi với lại thị trường vàng và các bạn sẽ thấy là ngay cả khi mà một người nào đó nói là 1.000 đô nếu các bạn dùng 1.000 đô để mà đầu tư vào vàng từ đầu năm tới bây giờ thì các bạn sẽ có lợi nhuận không bằng các bạn dùng 1.000 đô đó đầu tư vào Bitcoin thì Peter cũng sẽ phản ánh lại bằng cách là nói là nhìn vào tài liệu trên Google đi thì các bạn thấy là Google cứ đường màu đỏ này là người ta đi kiếm tài liệu liên quan tới vàng cái đường màu xanh dương này là tài liệu liên quan tới btc trên google thì đương nhiên là các bạn thấy là dựa theo cái tài liệu từ google thì cái số lượng người tìm cái từ go nhiều hơn là tìm cái từ bitcoin cho nên petership lại đưa ra tài liệu này để mà phản ánh lại nhưng mà các bạn thấy được là đâu có liên quan gì đến việc là đầu tư vào thị trường nào là có uh, nhiều tiền hơn các bạn thấy là thường không nói là vàng tốt hơn hay là btc tốt hơn chúng ta chỉ nói về cái tài liệu liên quan tới thực tế có nghĩa là từ năm cho tới, tới bây giờ một ngàn đô đó các bạn đầu tư vào mảng nào thì có lợi nhuận cao hơn thì đương nhiên đó chính là BTC chúng ta nói tới rất là nhiều lần Bitcoin là mảng mà cho các bạn có cái lợi nhuận cao từ đầu năm cho tới bây giờ thì một điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn là một người đâu đó khi mà các bạn um, gặp một người nào mà không có cái suy nghĩ tốt về tiền crypto thì có thể là người đó đã nhận được một số những cái thông tin không đúng có thể là một người đó đã là một nạn nhân của một cái vụ lừa đảo nào đó mà vụ lừa đảo đó sử dụng btc cho nên khiến cho người đó là không có cái suy nghĩ tốt về bitcoin hay là có một người nào đó có thể là không hiểu về thị trường này cho nên là không thích nhưng mà khi mà hoài giải thích thì họ sẽ hiểu hơn và có thể là họ sẽ tìm hiểu về thị trường bitcoin crypto này nhưng mà sẽ có một số người các bạn thấy là trên căn bản là thị trường crypto bitcoin đã ảnh hưởng tới họ cho nên họ sẽ không thích tại vì có một lý do nào đó như là petership thì trong tay là có rất nhiều vàng cho nên sẽ không thích thị trường btc này hay là các bạn thấy là có một số người là họ đã uh, có cái suy nghĩ quá tiêu cực liên quan đến trường này, các bạn có làm gì cũng không thể thay đổi được. Nhưng mà các bạn thấy là về mặt là một người nào đó nói xấu về Bitcoin, nói xấu về Crypto thì thật ra người đó có thực sự là tin vào những gì mình nói hay là không, nghĩa là thực sự là tin là Crypto, Bitcoin không có giá trị hay là không thì không ai biết được. Như là trường hợp của Peter Schiff. Thì Petership là một người mà rất là hiểu sâu về thị trường tài chính Cho nên các bạn thấy được là một người mà luôn à, nói là cần phải đầu tư vào vàng Để mà chống lại cái số phần trăm lạm phát Để mà chống lại những cái bất công trong thị trường tài chính Nhưng mà lại không thích đầu tư vào Bitcoin Nhưng mà ngược lại các bạn thấy là nếu như các bạn lên trang web của Petership Thì các bạn có thể mua vàng, có thể mua bạc Sử dụng Bitcoin trực tiếp từ trang web của Petership Thì các bạn thấy được đây là một trong à, những cái điều mà cũng cảm thấy là không phù hợp lắm Khi chúng ta nói tới một người nếu như mà ghét thị trường Bitcoin thì thứ nhất tại sao lại liên tục lên trên Twitter để mà nói xấu với BTC và thứ nhì tại sao lại chấp nhận thanh toán bằng BTC trên các bạn thấy được là những điều này rất mâu thuẫn với nhau và thường chỉ dùng Petership là một cái ví dụ tại vì các bạn thấy được là trên thị trường thì có rất nhiều những người như vậy và trên channel Thuận Capital này đã có 3 năm Thuận đã à, từng thấy được rất nhiều những comment của những bạn mà có suy nghĩ rất là tiêu cực về thị trường này thì lúc nào Thuận chỉ cảm thấy là có thể là đứng sau lưng những cái câu comment mà không được tốt đó liên quan đến những crypto thì có thể là đứng sau lưng là tại vì nhà của bạn đã bán vàng hay là một lý do nào đó à, chứ thực sự là cũng không hẳn là người ta không thích BTC nhưng mà đối mặt với những người gì thì các bạn thấy được là các bạn có tranh cãi cấp mấy cũng không có kết quả nhưng mà thị trường bây giờ thì các bạn thấy được là rất là công bằng có nghĩa là các bạn à, muốn lên thị trường các bạn muốn mua có thể mua các bạn muốn short có thể sốt các bạn muốn chơi margin có thể chơi margin rất là đơn giản Chỉ là các bạn thấy được là khi mà petership nói xấu về btc thì Peter McCormack đã uh, comment ở phía dưới nói là Peter McCormack sẽ đánh cá với lại Peter Schiff và cái cá cược này rất đơn giản Peter McCormack là một người mà rất là tin tưởng vào BTC thì các bạn thấy được là Peter McCormack nói là Peter Schiff nếu như mình chấp nhận đánh cá thì mỗi một năm mà vàng có cái phần trăm lợi nhuận cao hơn là BTC thì Peter McCormack sẽ chung 10.000 đô cho Peter Schiff và ngược lại nếu như mà Bitcoin có phần trăm lợi nhuận cao hơn là BTC một năm từ cái ngày hôm nay có nghĩa là ngày 15 tây tháng 8 lúc mà Peter McCormack đưa ra cái thuyết này thì Peter Schiff chỉ cần chung Peter McCormack chỉ có 5.000 thôi các bạn thấy được là nếu như mà vàng có thể là có lợi nhuận cao hơn là BTC thì mỗi một năm như vậy Peter McCormack sẽ chung cho Peter Schiff 10.000 và ngược lại, nếu như mà vàng không có lợi nhuận cao bằng BTC thì trong năm đó Petership chỉ cần chung lại có 5.000 thôi Từ đây cho đến năm 2029 thì Pinocomac hỏi Petership có dám cá hay không và các bạn thấy được là Peter thì là không dám cá không phải là Peter không có à, 5.000 đô để mà chung cho Pinocomac nhưng mà chỉ sợ nếu như đánh cá mà thua thì cái việc này sẽ lớn hơn và làm cho nhiều người biết được là Peter sẽ là một người mà đã nói sai đã đón sai và thực ra ông ta đã sai rất nhiều các bạn thấy được là từ lúc mà BTC một đô lúc đó giá vàng là 1.700 đô thì từ lúc đó Peter từ lúc rất là trẻ đã liên tục kêu gọi Bitcoin là một cái vụ lừa đảo Bitcoin không có giá trị và rất nhiều thứ nhưng mà các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay Peter Schiff cũng đã già hơn rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là BTC lúc mình làm video này đã là khoảng 12.000 đô trong khi mà vàng chỉ xoay quanh cái mức chỉ có 1.900 đô cho nên các bạn thấy được là khi mà một người nào đó nói xấu về điện crypto thì bây giờ các bạn thấy là chúng ta cũng không cần phải tranh cãi nhiều đó mới là điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn tại vì cũng rất đơn giản các bạn thấy được là thị trường này không cần phải tranh cãi bất cứ ai mà không có suy nghĩ cùng với các bạn thì rất dễ dàng nếu như các bạn tin bitcoin hay là bất cứ một crypto nào đó tăng thì các bạn có thể là mua các bạn không tin thì có thể là bán rất là đơn giản các bạn không cần phải tranh cãi hay là lập luận hay là gì hết một người nào đó nếu như mà nói Bitcoin là sẽ là trở về một đô la sẽ là trở về không đô la sẽ trở về một ngàn đô la thì rất đơn giản cứ việc lên trên sàn giao dịch để mà short các bạn thấy được là chúng ta phải dùng hành động để mà chứng minh được cái suy nghĩ của mình chứ không phải là chỉ dùng cái miệng để mà nói cho nên các bạn thấy được là thuận chung minh giá liên tục trong dùng, dùng mấy năm qua tại vì thường rất tin tưởng là thị trường này trong thời gian dài hạn sẽ có cái sự tăng trưởng đột biến đó là tầm tin của thuận đúng hay sai thì tương lai sẽ có câu trả lời nhưng mà ít ra các bạn thấy được là thuận không không cần phải tranh cãi với bất cứ ai bất cứ ai mà lên channel này mà có cái suy nghĩ ngược lại thì cứ việc sốt thị trường Đó là đơn giản thôi không có gì gọi là quá phức tạp cho nên đây mà là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn và Điều kế tiếp nữa thì có thể là các bạn nhận được một số những cái lời khuyên từ những người mà các bạn có thể là tôn trọng như là ba mẹ hay là anh chị em. Thì đương nhiên các bạn thấy được là ba mẹ hay là anh chị em hay là những người mà các bạn tôn trọng thì có thể là rất là lo lắng cho các bạn. Cho nên nhiều khi các bạn nhận được những cái lời khuyên liên quan tới đầu tư, thường nói đầu tư nói chung chứ không phải là nói về đầu tư là nói riêng về thị trường crypto này nhưng mà các bạn cần phải hỏi một câu hỏi trước khi mà các bạn chấp nhận một lời khuyên nào đó chính là cái người mà đang khuyên mình cái lời khuyên này là xuất phát từ đâu họ có thực sự là hiểu về thị trường họ có thực sự là hiểu về những gì mà họ đang nói hay là không nghĩa là họ có hiểu về thị trường uh, crypto hay là không hiểu về bitcoin hay là không uh, hay là họ chỉ đơn giản là nghe một thông tin nào đó trên mạng rồi họ lại dùng đó để mà khuyên các bạn tại vì các bạn sẽ thấy được là đến phút cuối cùng thì người mà phải chịu chấp nhận với những cái quyết định đầu tư của bạn đó chính là bạn tại vì các bạn thấy đưa một người đâu đó chưa các bạn đầu tư vào một đồng nào đó nếu như mà đồng đó đi xuống thì người đó có chịu trách nhiệm hay là không nếu như mà không thì lời khuyên đó có giá trị là bao nhiêu Và ngược lại một người nào đó khuyên các bạn là bán hết bitcoin đi tại vì bitcoin sẽ chạy với con số không hay là đừng nên đầu tư vào bitcoin mà lỡ như mà bitcoin lên tới 100 trăm đô 200 trăm đô thì lúc đó các bạn thấy là người đó có chấp nhận để mà đền bù cho các bạn hay là không thì các bạn đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư nếu như là câu trả lời là không thì các bạn cần phải xem xét lại có những lời khuyên đó là có giá trị như thế nào, cân nặng bao nhiêu. Đương nhiên đây là một điều mà các bạn phải tự suy nghĩ. Và điều mà mình thường thật sự muốn chia sẻ với các bạn là các bạn cần phải tự đưa ra quyết định cho bản thân mình khi mà chúng ta nói tới những cái quyết định đưa ra liên quan tới đầu tư. Và đây là những cái thông tin mà Thuận muốn đem đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Các bạn nghĩ sao hãy comment ở phía dưới Và đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuần Cap video trên những mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất Thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để các bạn tìm thấy những cái thông tin liên quan tới facebook twitter và telegram hay là các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này nếu như các bạn là một người trong thị trường crypto mà muốn giao dịch crypto thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital như là các bạn có thể đăng ký sàn SnapX đăng ký thông qua liên của Thuận Capital các bạn có thể điền đơn đưa đi vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance tham gia thông qua liên của Thuận Capital các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là các bạn tham gia vào những sàn như là margin Bybit, bit sàn coinbase sàn lợi dụng blockfi đương nhiên tham gia vào trading crypto thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những người nào mà không có kinh nghiệm trading và đặc biệt những người nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên không phù hợp với những người nào mà không có kinh nghiệm trading và thôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp tạm biệt các bạn